Kính chào và cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh. Trong chương trình trưa nay thứ tư ngày 31 tháng 7, chúng tôi sẽ chuyển đến những nội dung thông tin đáng chú ý sau. Các lực lượng chức năng của huyện A Lưới đẩy đuổi thành công nhóm vàng thổ phỉ chuyên nghiệp người Thái Nguyên sau phản ánh của phóng viên thời sự. Năm học mới đang đến gần, giá sách các trường học ủng hộ ý tưởng của cô học trò nhỏ Nguyệt Linh là không thả bằng bay trong ngày khai giảng đang dài thêm. Tại huyện Phú Vang, ngày càng xuất hiện nhiều gương cựu chiến binh thành công trong sản xuất kinh doanh, góp phần xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh. Tin chi tiết. Đoàn công tác của Ban Dân vận Trung ương do đồng chí Bùi Tuấn Quang, Phó trưởng Ban Dân vận làm trưởng đoàn vừa kiểm tra kết quả thực hiện chương trình phối hợp công tác dân vận năm 2019 tại Công an tỉnh Thừa Thiên Huế. Năm 2019, lực lượng công an và dân vận cả cấp trong tỉnh Thừa Thiên Huế đã phối hợp chặt chẽ, chủ động nắm tình hình, kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cả cấp thống nhất chủ trương, chỉ đạo giải quyết những vấn đề phức tạp liên quan đến tình hình an ninh trật tự. Đặc biệt, công an tỉnh đã triển khai thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính, củng cố kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả, duy trì và xây dựng mới nhiều mô hình, điển hình dân vận khéo. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Bùi Tuấn Quang, Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương đánh giá cao kết quả đạt được trong công tác phối hợp giữa Ban Dân vận tỉnh ủy và Công an tỉnh trong năm 2019. Đồng thời đề nghị trong thời gian tới, hai đơn vị cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền về công tác dân vận, phối hợp đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tăng cường kiểm tra, giám sát trên địa bàn tỉnh. Thị ủy Hương Trà vừa tổ chức tổng kết công tác xây dựng đảng và thi hành điều lệ đảng nhiệm kỳ 2015-2020. Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ thị xã Hương Trà đã tập trung lãnh đạo thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của Trung ương, của tỉnh ủy và thị ủy. Chính vì vậy đã thúc đẩy kinh tế xã hội thị xã phát triển theo hướng tích cực, các chỉ tiêu kinh tế xã hội đề ra hàng năm đều đạt và vượt kế hoạch. Công tác xây dựng đảng được quan tâm trên các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức. Trong nhiệm kỳ đã kết nạp được trên 150 đảng viên mới, hàng năm có trên 50% tổ chức cơ sở đảng xếp loại trong sạch vững mạnh, trên 80% đảng viên xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Đảng bộ Hương Trà đã triển khai thực hiện hiệu quả nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương về sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả. Đến nay đã thực hiện chủ trương trưởng ban tuyên giáo kiêm giám đốc trung tâm bồi dưỡng chính trị thị xã, trưởng ban dân vận kiêm chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã và tiến hành sắp xếp sáp nhập một số cơ quan, đơn vị, trường học đảm bảo theo yêu cầu. Phương hướng nhiệm vụ và giải pháp được Đảng bộ thị xã xác định trong nhiệm kỳ 2020-2025 gồm tập trung xây dựng đảng về đạo đức, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên, đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả, chú trọng nâng cao hiệu lực hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cấp chiến lược. Dịp này, hội nghị đã biểu dương khen thưởng cho 4 tập thể và 4 cá nhân đạt thành tích cao trong thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Công an tỉnh vừa tổ chức hội nghị giao ban cơ quan thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp 6 tháng đầu năm 2019. Trong 6 tháng đầu năm 2019, Cơ quan thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an tỉnh đã thực hiện tổ công tác thi hành án hình sự đúng quy định của pháp luật, đã tổ chức 17 cuộc kiểm tra hướng dẫn tại các cơ sở giam giữ thuộc Công an tỉnh quản lý, tiếp nhận 243 người đã chấp hành xong hình phạt tù về địa phương, huy động 1.379 lượt cán bộ chiến sĩ trực tiếp tham gia bảo vệ an toàn 206 phiên tòa xét xử, bảo vệ an toàn 10 kho vật chứng trên địa bàn tỉnh. Chỉ đạo hướng dẫn công an cấp huyện tham mưu cho Ủy ban Nhân dân cung cấp thực hiện tổ công tác quản lý, giám sát người chấp hành án hình sự tại địa phương theo quy định, phối hợp với các ban ngành đoàn thể thực hiện tổ công tác quản lý giáo dục giúp đỡ người được đặc xá, người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương. Hội nghị cũng đã phổ biến triển khai nội dung Nghị định 52 ngày 14 tháng 6 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật đặc xá. Ủy ban Nhân dân thị xã Hương Trà tổ chức triển khai luật đặc xá và luật chăn nuôi cho các thành viên hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật, lãnh đạo các cơ quan, ban ngành, đoàn thể trên địa bàn. Tại hội nghị, các đại biểu đã đưa các báo cáo viên thị xã thông tin những nội dung chính về luật đặc xá. Theo đó, luật này gồm có 6 chương 39 điều, luật có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2019, luật quy định về nguyên tắc thời điểm, trình tự thủ tục, thẩm quyền, trách nhiệm thực hiện đặc xá, điều kiện, quyền và nghĩa vụ của người được đề nghị đặc xá, quyền và nghĩa vụ của người đặc xá.
Đối với luật chăn nuôi gồm có 8 chương, 83 điều quy định về cả hoạt động trong lĩnh vực giống vật nuôi, thức ăn, hoạt động chăn nuôi, trách nhiệm quản lý nhà nước về chăn nuôi. Luật chăn nuôi có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2020, qua đó nhằm giúp cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, xã phường trên địa bàn nắm rõ các quy định của hai luật nói trên, từ đó thực hiện đúng các quy định của pháp luật, đồng thời triển khai tuyên truyền sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân hiểu nắm vững những nội dung cơ bản để sớm đưa các quy định của luật vào thực tiễn cuộc sống. Trong chương trình thời sự gần đây, chúng tôi đã có phản ánh về tình trạng đào vàng thổ phỉ tại địa bàn các xã Hồng Hà, Hương Nguyên, huyện A Lưới của một nhóm đối tượng người Thái Nguyên. Ủy ban nhân dân huyện sau khi nhận được thông tin cũng đã yêu cầu các lực lượng chức năng xây dựng kế hoạch đẩy đuổi ra khỏi địa bàn. Đây là nhóm đối tượng hoạt động chuyên nghiệp nên việc phát hiện quả tang là điều không hề dễ dàng. Chính vì vậy, để xử lý hiệu quả và dứt điểm tình trạng này, tổ truy quét của công an huyện A Lưới phối hợp với phóng viên thời sự đã lên phương án kỹ lưỡng trong lần trở lại hiện trường. Trong thời điểm bất ngờ và nhiều khả năng các đối tượng đang trong giờ khai thác nhất, chúng tôi bí mật tiếp cận hiện trường sau gần một giờ đồng hồ băng rừng. Hai nhóm tiến từ hai hướng khác nhau của tổ truy quét đã ập vào cùng thời điểm tại một miệng hầm đang có dấu hiệu hoạt động. Tại đây, công an huyện A Lưới đã phát hiện hai đối tượng đang khai thác vàng ở phía sâu trong hầm. Các đối tượng khai nhận đã vào đây hơn nửa tháng để tìm sải vàng. Thì bọn em có vào đây lúc đấy gặp cái đội, có một đội ở Chạy Cao với một đội ở Sông Hinh. Đó là thấy hai đội đấy hỏi xong bảo có mấy ông anh ở đây bảo không có. Thì từ đấy là em còn mang máng là cái bãi này. Thì ngay vừa rồi ấy, thì những ở nhà thì bọn em cũng gọi là chỉ đi xây giếc rồi thôi, nắng nôi ấy. Nó thật như thế. Thì cũng vì cuộc sống thôi. Bọn em bảo thế qua ở đây xem còn chỗ nào mót mét không thì đi làm để tránh nắng đỡ vất vả. Em có sợ nhưng mà anh trai bảo là ở nhà thì nắng nôi đi phụ hồ thì nó nắng thì bảo là vào đây tránh nắng vào đây mót mét được ít nào thì được thì về đỡ thì đỡ nắng đỡ nôi thì em vào đấy. Còn ai làm chung nữa? Không có ai anh ạ. Không có hai anh em làm đấy. Quanh co khai nhận chỉ có hai người, nhưng tổ công tác tiến hành khám xét lán trại tại gần khu vực khai thác thì các dấu hiệu đều cho thấy có nhiều hơn các đối tượng trong nhóm người Thái Nguyên này. Tang vật thu giữ tại hiện trường có bốn ví da đựng một số tiền của Việt Nam, Lào và Campuchia, một giấy chứng minh, một hộ chiếu, một bằng lái xe đều mang tên Trần Tuấn Anh. Hai cục kim loại màu vàng không rõ khối lượng được gói trong giấy bạc. Một hộp nhỏ đựng thủy ngân, 5 điện thoại di động cùng nhiều giấy tờ thể hiện việc mua bán hàng hóa, chuyển tiền qua tài khoản. Ngoài ra, các vật dụng sinh hoạt, đồ đạc cá nhân đều thể hiện có ít nhất 4 đối tượng trong nhóm khai thác vàng. Trước những bằng chứng không thể chối cãi, hai đối tượng còn lại đã phải ra trình diện trước lực lượng chức năng và thừa nhận hành vi vi phạm của mình. 4 đối tượng gồm Trần Tuấn Anh, Từ Văn Tư, Từ Văn Tám và Mai Văn Như cùng quê quán Thái Nguyên, khai đã xâm nhập khu vực này và tổ chức đào đải vàng thủ công đã hơn nửa tháng nay. Quặng sau khi đào sới trong núi được đưa ra ngoài miệng hầm để đải và đem đi tiêu thụ. Sau khi tiến hành lập biên bản kiểm tra, thu giữ tang vật, công an huyện A Lưới đã yêu cầu tất cả các đối tượng rời khỏi rừng và tiến hành hủy lán trại cùng các vật dụng sinh hoạt để phòng sự quay trở lại. Trước tình trạng khai thác vàng thổ phỉ vẫn diễn ra âm ỉ tại nhiều địa bàn khác nhau, gây ô nhiễm, biến dạng môi trường, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự, lãnh đạo công an huyện A Lưới cho biết sẽ tổ chức thêm nhiều đợt truy quét tại các địa điểm nghi vấn, đồng thời đề nghị chính quyền các địa phương tăng cường hơn nữa công tác quản lý địa bàn trong thời gian tới. Tiếp tục với những tin tức đáng chú ý khác. Sau chặng đường 7 tháng của năm 2019, hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam ghi nhận 4 ngành hàng xuất khẩu lớn đạt kim ngạch trên 10 tỷ đô la Mỹ. Qua 7 tháng đầu năm, ghi nhận có 24 mặt hàng đạt giá trị xuất khẩu trên 1 tỷ đô la Mỹ, chiếm 88,1% tổng kim ngạch xuất khẩu. 4 mặt hàng đạt giá trị trên 10 tỷ đô la Mỹ, chiếm 51,6% tổng kim ngạch xuất khẩu. Trong đó, điện thoại và linh kiện có giá trị xuất khẩu lớn nhất đạt 27,3 tỷ đô la Mỹ, chiếm 18,8% tổng kim ngạch hàng hóa xuất khẩu, tăng 3,1% so với cùng kỳ năm trước. Điện tử, máy tính và linh kiện đạt 18,6 tỷ đô la Mỹ, tăng 14,9%.
hàng dệt may đạt 18,3 tỷ đô la Mỹ, tăng 10,5%, giày dép đạt 10,4 tỷ đô la Mỹ, tăng 13,8%. Học bạ, sổ điểm giấy, những giấy tờ xác nhận thông tin của học sinh sẽ được Bộ Giáo dục và Đào tạo bỏ vì số hóa được cơ sở dữ liệu. Thời gian tới, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ cắt giảm các thủ tục, trong đó các thủ tục liên quan đến dữ liệu đã được số hóa sẽ được cắt bỏ. Theo thông tin từ Cục Công nghệ Thông tin, Bộ Giáo dục và Đào tạo, ngành giáo dục đã xây dựng được cơ sở dữ liệu của ngành. Các trường từ bậc học mầm non đến phổ thông trung học, trung tâm giáo dục thường xuyên, gần 500 trường đại học, học viện, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp. Hiện Bộ đang làm các bước phân tích, xử lý dữ liệu, phục vụ cho các chính sách quản lý ngành trong thời gian tới. Việc loại bỏ các giấy tờ như học bạ, sổ điểm giấy sẽ được Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện trong khi cắt giảm các thủ tục hành chính. Thưa quý vị, ngay từ trường của năm học mới đang đến gần, trong bối cảnh hiệu ứng của ý tưởng khai giảng không bóng bay đang ngày một lan rộng. Nhiều người vui mừng nhưng không bất ngờ khi một bức thư của em Nguyệt Linh lại thu hút sự quan tâm của dư luận, bởi thông điệp của cô học trò nhỏ cũng chính là ý thức bảo vệ môi trường. Danh sách các trường học ủng hộ ý tưởng này đang ngày một dài thêm. Nhận được bức thư của cô học trò nhỏ, thầy Nguyễn Xuân Khang, hiệu trưởng trường Marie Curie không khỏi xúc động và bất ngờ. Thả bóng bay đã là thói quen từ lâu của nhiều trường học trên cả nước, nhưng không mấy ai nghĩ đến những hệ lụy mà cô học trò bé nhỏ đề cập trong thư. Thầy Khang khẳng định, sau bức thư của Nguyệt Linh sẽ không còn bóng bay trong lễ khai giảng của trường năm nay và những năm tiếp theo. Và lễ khai giảng sắp tới của trường phổ thông Marie Curie sẽ có tên lễ khai giảng Nguyệt Linh. Sâu xa trong cái suy nghĩ đặt tên cho lễ khai giảng này là Nguyệt Linh ấy, không phải ở cái chỗ là để tuyên dương một cô bé dễ thương, đáng yêu Nguyệt Linh này. Mà vấn đề cơ bản và quan trọng hơn cả ấy là thầy trò, rồi nhân viên, các bộ phận trong trường nghĩ gì, làm gì ở cái năm học trước mắt 2019-20 về việc bảo vệ môi trường. Không trực tiếp nhận được thư của Nguyệt Linh, nhưng trước suy nghĩ của một cô bé lớp 6, thầy Hà Xuân Nhâm, hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Phan Huy Chú cũng cảm thấy bất ngờ, thậm chí có phần xấu hổ vì năm nào nhà trường cũng thả bóng bay trong lễ khai giảng. Chia sẻ trên trang cá nhân của mình, thầy Nhâm cảm ơn và kêu gọi cùng thực hiện ý tưởng đẹp đẽ này. Và tôi thực sự xúc động là với cái lứa tuổi đó mà con đã nghĩ được như vậy, cho nên là tôi cũng mong muốn là bắt đầu từ năm nay thì trường cũng sẽ thay đổi cái hình thức và sẽ thực hiện theo tâm nguyện của cô bé, không thả bóng bay nữa. Bức thư giản dị, vỏn vẹn 188 từ nhưng đã có sức lan tỏa và lay động. Một loạt các trường học đã hưởng ứng tinh thần lễ khai giảng không bóng bay của Nguyệt Linh. Đại diện các trường Pascal, Bill Gates, Việt Úc đã gửi thư phản hồi Nguyệt Linh, hứa sẽ hạn chế rác thải, không thả bóng bay lên trời trong ngày lễ khai giảng. Đáng mừng hơn, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng gửi thư khen ngợi ý tưởng đẹp của Nguyệt Linh, trong đó gửi gắm hy vọng rằng trong thời gian tới chúng ta sẽ cùng chung tay để thông điệp về bóng bay hay rộng lớn hơn là thông điệp về một môi trường sư phạm không rác thải nhựa sẽ tiếp tục được lan tỏa, bắt đầu từ hành động nhỏ của Nguyệt Linh. Về phía Bộ Giáo dục và Đào tạo, hoan nghênh và biểu dương khen ngợi ý tưởng xuất sắc, thiết thực của Nguyệt Linh và nhấn mạnh đây là việc nên nhân rộng và khuyến khích. Bộ Giáo dục và Đào tạo mong muốn có nhiều hơn nữa những ý tưởng tốt về bảo vệ môi trường của các em học sinh. Tiếp tục với những thông tin khác. Sáng nay, Hội Cựu chiến binh thành phố Huế tổ chức tổng kết 5 năm thực hiện phong trào thi đua cựu chiến binh gương mẫu. 5 năm qua, phong trào thi đua cựu chiến binh gương mẫu đã được Hội Cựu chiến binh thành phố triển khai sâu rộng. Hội đã thường xuyên làm tổ công tác giáo dục tuyên truyền, vận động hội viên phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ và truyền thống quân đội, giúp hội viên luôn đoàn kết một lòng, tỉnh táo trước các âm mưu diễn biến hòa bình của thế lực thù địch. Đến nay, hội có trên 4.500 hội viên, trong đó tỷ lệ đảng viên chiếm hơn 51%. Hướng tới mục tiêu các hội viên giảm nghèo, nâng cao đời sống, hội đã chỉ đạo các cấp hội tham gia quản lý ủy thác của Ngân hàng Chính sách Xã hội với số dư nợ tính đến thời điểm hiện tại là hơn 29,7 tỷ đồng. Từ nguồn vốn vay này, các hội viên đã tận dụng có hiệu quả vào sản xuất kinh doanh, xóa nghèo và ổn định cuộc sống. Ngoài ra, các phong trào học tập làm theo tấm gương đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh, phong trào xây dựng hội trong sạch vững mạnh cũng được các cấp hội thực hiện thường xuyên và đạt được nhiều kết quả. Dịp này, 18 tập thể và 21 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hội đã được Trung ương Hội tặng bằng khen.
Thực hiện phong trào thi đua cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, thời gian qua, nhiều hội viên trên địa bàn huyện Phú Vang đã có nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, thiết thực. Thông qua phong trào, ngày càng xuất hiện nhiều gương cựu chiến binh thành công trong sản xuất kinh doanh, góp phần xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh. Phục viên xuất ngũ năm 1984, ông Hoàng Văn Nhung, cựu chiến binh ở chi hội thôn Tây Thường, xã Phú Thường, huyện Phú Vang, đã trải qua nhiều thăng trầm trong nhiều công việc khác nhau với những khó khăn trong cuộc sống. Tuy nhiên, với bản tính giảm nghỉ giảm làm của anh bộ đội Cụ Hồ, sau khi nghỉ hưu năm 2015, ông Nhung đã mạnh dạn vay vốn nuôi cá lồng nước ngọt trên sông. Ban đầu, do vốn ít và chưa có kinh nghiệm, ông đã gặp không ít thất bại. Qua quá trình thực tiễn sau các vụ nuôi tiếp theo, ông đã thành công với mô hình nuôi cá lồng. Hiện nay, ông đã mở rộng phát triển lên thành 30 lồng cá. Bên cạnh đó, ông còn chuyển sang lĩnh vực kinh doanh thức ăn và thuộc nuôi trồng thủy sản, thuê đất mở rộng thêm nuôi tôm thẻ chân trắng. Hàng năm sau khi trừ mọi chi phí, gia đình ông cho thu nhập trên 500 đến 600 triệu đồng. Từ năm 25 thì chúng tôi mở rộng cái mảng nuôi cá này, nước ngọt này. Thì qua đi tìm hiểu học tập thì chúng tôi năm đầu chúng tôi mở ra 12 lồng. Thì năm đầu cũng có lại được khoảng vài chục triệu, nhưng mà từ 26 trở lại đấy là chúng tôi mở rộng đến 30 lồng. Thì nói chung bình quân một lồng thì lại được khoảng 8 đến 10 triệu. Thì ngoài cái thức ăn cá, cái nuôi cá này thì chúng tôi có nuôi tôm thẻ chân trắng ở ngoài Điên Hoa. Và mảng chủ lực của hộ gia đình chúng tôi làm là kinh doanh thức ăn nuôi trồng thủy sản, thức ăn và thuốc nuôi trồng thủy sản. Qua phong trào thi đua cựu chiến binh giúp nhau xóa đói giảm nghèo, làm kinh tế giỏi, đã có hàng trăm cựu chiến binh đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi cả cấp. Có nhiều doanh nghiệp, hộ gia đình, trang trại, gia trại vượt qua khó khăn để làm ăn có hiệu quả kinh tế, có thu nhập cao. Điển hình như ở các xã, thị trấn Vinh Thanh, Thuận An, Phú Diên, Phú Thường. Phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, các hội viên hội cựu chiến binh ở Phú Vang đã thể hiện là những tấm gương điển hình trong phát triển kinh tế, không những vươn lên thoát nghèo để có cuộc sống ổn định mà còn góp phần thực hiện thắng lợi các đề án phát triển kinh tế của huyện. Nhờ vậy, tỷ lệ hộ nghèo trong toàn hội đã giảm đáng kể. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 0,006%. Trong những năm qua, cựu chiến binh xã Vinh Thanh đã có nhiều mô hình phát triển kinh tế như là nuôi tôm sấy ghép, dịch vụ nhà hàng tiệc cưới, đại lý thức ăn, trồng sen và dịch vụ bãi tắm. Nhìn chung các mô hình đều làm ăn có hiệu quả, từ đó mà kinh tế hội viên của hội cựu chiến binh của Vinh Thanh ngày càng phát triển. Để động viên hội viên cựu chiến binh phát huy nội lực, tranh thủ mọi nguồn vốn, chủ động tham gia các chương trình phát triển kinh tế, sản xuất kinh doanh giỏi, hội cựu chiến binh huyện Phú Vang đã đẩy mạnh việc đoàn kết, tập hợp hội viên vào tổ chức hội. Trên cơ sở bám sát các chương trình kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của huyện, hội cựu chiến binh đã xây dựng, triển khai chương trình hành động cụ thể, hướng dẫn các hội viên tích cực tăng gia sản xuất, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, tham gia tích cực các chương trình phát triển kinh tế, các phong trào thi đua của địa phương và của hội, từ đó vận dụng hiệu quả vào sản xuất kinh doanh, góp phần xóa đói giảm nghèo. Từ các cái mô hình này thì lan tỏa trong cán bộ hội viên cựu chiến binh về phong trào làm kinh tế, và từ làm kinh tế giỏi có hiệu quả, vừa làm lời cho gia đình và vừa đóng góp cho xã hội, thì hội cựu chiến binh còn tham gia và vận động con cháu cũng như nhân dân là tham gia làm tốt công tác là xây dựng nông thôn mới. Từ phong trào cựu chiến binh làm kinh tế giỏi đã phát hiện và nhân lên nhiều điển hình tiên tiến trên địa bàn, thực sự mẫu mực về đạo đức lối sống. Qua đó cho thấy bộ đội Cụ Hồ không chỉ có bản lĩnh dũng cảm trong chiến đấu mà luôn tiên phong giảm nghỉ giảm làm trong phát triển kinh tế, thể hiện ý chí và nghị lực trong tinh thần đoàn kết, giúp đỡ, xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh. Phần cuối là một số thông tin khác. Báo cáo của Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thị xã Hương Thủy cho biết, tính đến cuối tháng 7, trên địa bàn thị xã có 1.081 hộ chăn nuôi có lợn bị dịch tả lợn châu Phi, làm chết và tiêu hủy 4.795 con, ước tính thiệt hại hơn 9 tỷ đồng. Trước thời điểm xảy ra dịch bệnh, thị xã Hương Thủy có số lượng tổng đàn là 21.369 con với 1.951 hộ. Hiện trên địa bàn còn hơn 16.000 con lợn chưa mắc bệnh được chăn nuôi an toàn sinh học và giết mổ tại các cơ sở giết mổ tập trung có kiểm tra lâm sàng, đóng dấu kiểm soát giết mổ trước khi lưu thông. Khó khăn hiện nay, ngoài chưa có thuốc đặc trị, vẫn còn một số hộ chăn nuôi vứt xác lợn chết ra môi trường, dẫn đến nguy cơ xâm nhiễm vào các hộ có quy mô chăn nuôi lớn, nhất là các gia trại, trang trại.
Để tiếp tục phòng chống dịch tả lợn châu Phi, lãnh đạo thị xã đề nghị lực lượng chức năng cần tăng cường công tác giám sát, phát hiện ổ dịch sớm tại cơ sở, nghiêm túc thực hiện công tác vệ sinh tiêu độc theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh. Ở các địa phương, chính quyền cần chủ động lấp thêm đất, sắc vôi tiêu độc để hạn chế mùi hôi, sụt lún, tránh phát tán mầm bệnh ở các hộ chôn lấp lợn nhiễm dịch. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh vừa tổ chức thành công hội thao năm 2019 với sự tham gia của 400 vận động viên là cán bộ, chiến sĩ bộ đội thường trực và lực lượng dân quân tự vệ trên toàn tỉnh. Trong 2 ngày tham gia hội thao, các vận động viên khối bộ đội thường trực thi đấu ở 7 nội dung gồm 4 môn quân sự phối hợp, chiến sĩ khỏe, vượt vật cản huấn luyện thể lực, bơi vũ trang, chạy việt dã 10 km, cầu lông và bóng bàn. Khối lực lượng dân quân tham gia thi đấu 3 nội dung gồm 3 môn quân sự phối hợp, bơi mang súng và trang bị nhẹ, võ chiến đấu dân quân tự vệ. Nhờ có sự chuẩn bị chặt chẽ, chú đáo, cả đơn vị tuyển chọn vận động viên tham gia thi đấu có chất lượng, đảm bảo sức khỏe, công tác tổ chức điều hành của ban tổ chức, tổ trọng tài làm việc khách quan, trung thực. Thông qua hội thao nhằm đánh giá chất lượng huấn luyện thể lực, hoạt động thể dục thể thao và võ chiến đấu của cán bộ chiến sĩ bộ đội thường trực, lực lượng dân quân tự vệ ở các cơ quan, đơn vị. Thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt.